12 lời tiên tri thần thánh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực, ứng nghiệm đời sau. Quý vị và các bạn thân mến, cách mạng tháng 8 năm 1945, cuộc cách mạng điển hình của thế kỷ 20 đã mở ra một thời đại mới, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh. Đó là minh chứng lịch sử rõ rệt nhất về thiên tài trí tuệ Hồ Chí Minh, bản lĩnh sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã đưa dân tộc ta đến thắng lợi. Tại hội thảo quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, tiến sĩ Anut, giám đốc UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương đã viết: "Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử đã trở thành huyền thoại ngay khi còn sống, và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là nhà hiền triết hiện đại đã mang lại viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này." Khi nói và viết về Hồ Chí Minh, nhiều nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội trong nước và quốc tế đã dùng những lời trân trọng như thế. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đi cùng nghệ thuật đánh trận còn là bộ óc có tầm nhìn xa trông rộng, đến mức hậu thế còn có thể coi đó là những lời tiên tri của người. Trong cuốn Những năm tháng không thể nào quên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi nhất của Hồ Chí Minh, từng viết về năng lực đặc biệt, phẩm chất mang tính thiên tài của người. Việc dự kiến chính xác, khoa học, chiều hướng phát triển của sự vật, những tình huống lớn sẽ xảy ra trong tương lai vô cùng quan trọng trong công tác cách mạng. Thực tế cùng với thời gian sẽ là nhà kiểm nghiệm nghiêm khắc. Những điều tiên tri đó thuộc về những thiên tài. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những lời tiên tri linh nghiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình tìm đường cứu nước và định hình đường lối giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã sang châu Á, châu Âu và các nước tư bản phương Tây, phương Đông để tìm hiểu và nắm bắt chính xác đặc điểm, xu thế phát triển của thời đại. Với năng lực nhìn xa trông rộng, bao quát lịch sử và thời đại, người đã khai phá con đường chưa từng có trong lịch sử đấu tranh của các dân tộc thuộc địa. Đó là con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là điểm nổi bật về sức sáng tạo và bản lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 1914, khi đang ở Anh, trong bức thư gửi cụ Phan Châu Trinh, người đã tiên đoán chiến tranh thế giới thứ nhất sắp nổ ra. Tiếng súng đang rền vang, thầy người đang phủ đất, năm nước lớn đang đánh nhau, 9 nước đã vào vòng chiến. Cháu bỗng nhớ cách đây vài tháng, cháu đã nói với bác về cơn dông sấm động. Năm 1924, trong bài Đông Dương và Thái Bình Dương, người dự báo nguy cơ chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Thế nào rồi cũng có ngày nước Nga cách mạng phải đọ sức với chủ nghĩa tư bản đó. Vì đã trở thành một trung tâm mà bọn đế quốc tham lam đều hướng cả vào nhòm ngó, nên Thái Bình Dương và các nước thuộc địa xung quanh Thái Bình Dương tương lai có thể trở thành một lò lửa của chiến tranh thế giới mới mà giai cấp vô sản sẽ phải nai lưng ra gánh. Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa 1, họp trung tuần tháng 5 năm 1941 tại Bắc Bó đã giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, chuẩn bị cho đấu tranh giành chính quyền, phát triển tư tưởng cách mạng và quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh. Tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, trong Thế chiến thứ nhất, Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa ra đời, thì trong Thế chiến II sẽ có nhiều nước xã hội chủ nghĩa. Trong lúc đang diễn ra cuộc chiến tranh ác liệt giữa phát xít Đức và Hồng quân Liên Xô, người nói với cán bộ ở Bắc Bó: "Quân Liên Xô và các nước đồng minh sẽ chiến thắng ở phía Tây và phía Đông. Đó là cơ hội ngàn năm có một cho chúng ta." 4 năm sau, ngày 9 tháng 5 năm 1945, Liên Xô và các nước đồng minh chiến thắng phát xít Đức ở phía Tây. Ngày 9 tháng 8 cùng năm, Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật. Ngày 15 tháng 8, phát xít Nhật đầu hàng ở phía Đông. Những sự kiện trên đã tạo cơ hội cho cách mạng Việt Nam. Ngày 19 tháng 5 năm 1941, ta thành lập Mặt trận Việt Minh. Ngày 15 tháng 4 năm 1942, Tổng bộ Việt Minh chỉ thị về khởi nghĩa vũ trang và xây dựng chính quyền cách mạng. 2 năm sau, ngày 7 tháng 5 năm 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị chuẩn bị khởi nghĩa. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong bài viết trên báo Việt Nam Độc lập số 114 ngày 1 tháng 1 năm 1942 trả lời câu hỏi năm nay tình hình thế giới và trong nước sẽ thế nào, người đã đưa ra dự báo về thời cơ tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ta có thể quyết đoán rằng Nga nhất định thắng, Đức nhất định bại, Anh Mỹ sẽ được, Nhật Bản sẽ thua. Đó là một dịp rất tốt cho dân ta khởi nghĩa đánh đuổi Pháp, Nhật, làm cho Tổ quốc ta được độc lập, tự do.
Cuối năm 1941 tại Bắc Bó, người viết một tập diễn ca lịch sử với tựa đề Lịch sử nước ta do Mặt trận Việt Minh xuất bản tháng 2 năm 1942. Cuốn sách kết thúc với 4 câu thơ lục bát. Mai sau sự nghiệp hoàn thành, rõ tên Nam Việt, dạng danh Lạc Hồng. Dân ta xin nhớ chữ đồng, đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Người kèm theo một bản niêm biểu ghi những năm quan trọng trước và sau bằng lịch Tây. Cuối bản niêm biểu, người viết: Cuối năm 1945, Việt Nam độc lập. Quả thực, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đầu năm 1953, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ở Việt Bắc, người giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng đọc mấy câu thơ. Đành lòng chờ đó ít lâu, chảy ra thì một năm sau vội gì. Chỉ hơn một năm sau, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đánh thắng Pháp tại Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy địa cầu. Tháng 4 năm 1954, khi Điện Biên Phủ đang trong thời kỳ cam go ác liệt, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến chào Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi lên đường dự hội nghị Geneva. Người nói sẽ có món quà tặng đoàn đại biểu. Tại hội nghị Geneva, trong lúc ta và Pháp đang tranh luận thủ tục đàm phán, thì món quà vô giá đó là chiến thắng Điện Biên Phủ, đúng vào lúc hội nghị khai mạc, gây hoang mang cực độ cho phái đoàn Pháp, cho ta thế chủ động. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, hội nghị Geneva kết thúc với hiệp định đình chiến ở Đông Dương, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, Lào, Campuchia. Món quà 3 tháng trước người nói thành hiện thực, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trong thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc, người viết: Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu, và nhân dân ta còn phải tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ. Lúc này, đế quốc Mỹ vừa bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh Triều Tiên, vì thế ít ai nghĩ rằng Mỹ lại có thể thay chân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam. Song lịch sử đã diễn ra đúng như tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Diễn văn Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 năm 1960 có đoạn viết: Trong lúc chúc mừng ngày Quốc Khánh vĩ đại lần thứ 15, chúng ta càng nhớ đến đồng bào ta ở miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống chế độ bạo tàn của Mỹ, Diệm. Chúng ta gửi đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và hứa với đồng bào rằng toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam nhất định sẽ sum họp một nhà. Người gạch dưới bản thảo các chữ chậm lắm là 15 năm nữa. Đúng 15 năm sau, mùa xuân 1975, với thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh, miền Nam giải phóng, non sông nối liền một dải như dự báo của người. Cuối năm 1967, khi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, người dự báo: Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, dù có thua mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị. Nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Trong bức thư gửi đồng bào miền Nam trước khi đi xa, đề ngày 13 tháng 6 năm 1969, người viết: Giặc Mỹ đã thua nặng, nhưng chúng vẫn chưa chịu rút quân ra khỏi nước ta. Vì vậy, ta phải tiếp tục đánh mạnh, đánh đau, đánh cho đến khi Mỹ ngụy thất bại hoàn toàn. Cũng vào thời điểm đó, người nhắn nhà cầm quân Mỹ: Chúng tôi sẵn sàng trải thảm đỏ cho quân Mỹ về nước. Chừng nào chiến tranh chấm dứt, chúng tôi lại trải thảm đỏ mời quý vị đến, bởi chúng tôi rất cần khả năng kỹ thuật và sự giúp đỡ của quý vị. Đúng như lời người, sau khi Việt Nam giải phóng, đất nước độc lập, tự do, tập trung xây dựng phát triển, ngày 16 tháng 11 năm 2000, Việt Nam chào đón Tổng thống Bill Clinton phát triển mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tiếp đó là Tổng thống George Bush, Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Donald Trump. Chính nhờ vậy, mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nghiên cứu những dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy, cần dựa trên căn cứ khoa học, làm cơ sở cho việc hoạch định chủ trương, chiến lược, xác định mục tiêu, kế hoạch, tổ chức lực lượng, lựa chọn cách thức giải quyết các vấn đề liên quan một cách phù hợp, đem lại hiệu quả cao. Đó cũng là yêu cầu thực tiễn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.